Trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Chi vậy ha? Dạ, hồi nãy giờ thì anh ban tổ chức ơi, em có nghe từ initial của ban tổ chức thì nói là với bạn là loại. Ủa gì vậy? Anh nói gì nói quá trời vậy anh ơi. Chưa đau quá. Đau quá. Đau quá. Ôi, nguyên hàm râu luôn. Ngày hôm nay chúng tôi mời quà hậu đến đây để chấm điểm dựa trên tiêu chí là sự thông minh, sự nhạy bén và sự hài hước. Yeah. Mỗi thí sinh ơi bước ra đây sẽ làm gì đó, chào nói, hát hò đập thơ gì đó hoặc trả lời những câu hỏi đến từ quà hậu Khánh Dân. Và đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu một học sinh cũng đã học khá lâu năm nhưng không thấy ra khỏi trường. Xin giới thiệu Tiến Luật. Kính chào quý vị khán giả. Ủa, học sinh mà, học sinh mà. Học sinh hả? Dạ chào quý vị khán giả. Ok, mời câu hỏi của ban tổ chức. Rồi, mời quá học. Dạ, câu hỏi của ban tổ chức như sau. Theo bạn, làm thế nào để nuôi một mái tóc dài? Dạ, hôm nay câu hỏi của ban tổ chức. Để nuôi một mái tóc dài. Tốt nhất chúng ta đừng nên cắt tóc ngắn. Không cắt thì nó sẽ tự nhiên dài. Hai, xin cảm ơn. Rồi, mời đứng bên kia. Sau đây là nam sinh đến từ tỉnh An Giang. Xin giới thiệu Trương Thế Vinh. Dạ rồi. An Giang. An Giang. Câu hỏi của bạn như sau. Bạn có thích ăn bún mắm hay không? Và vì sao? Tôi rất thích ăn bún mắm. Vì sao? Vì tôi lớn lên từ vùng đất có nhiều mắm. Hết. Thưa quý vị, tại vì đây là những người đàn ông nói chuyện nó hơi kỳ, chứ lát nữa mấy bạn nữ ra nói chuyện mắc cười lắm. Người đàn ông còn lại đến từ Vĩnh Long, Võ Tấn Phát. Xin chào bạn. Ngày hôm nay thì thấy bạn rất là tự tin và đang thể hiện những cái bộ đồ rất là đẹp. Và bạn một có thể bộ thôi, một bộ những là số nhiều bạn ơi. Dạ rồi. Dạ. Một bộ đồ rất là đẹp cùng với những phụ kiện rất là đắt tiền. Một phụ kiện thôi, không có nhiều. Rồi ok. Và bạn có thể chia sẻ kỹ hơn về cái phụ kiện của mình và lý do vì sao bạn chọn nó hay không ạ? Thật sự ra thì con người chúng ta ai cũng được sinh ra và lớn lên trong những cái môi trường khác nhau. Nhưng mà nếu vào một cái môi trường mà mình cảm thấy là mình nói không lại những cái miệng kia thì đây là một ví dụ. Anh nói gì nói quá trời vậy anh ơi. Chưa đau quá vậy. Đau quá. Ôi, nguyên hàm râu luôn. Ban tổ chức loại thí sinh đấy. Thôi mà, cho tôi thi đi. Bây giờ mới là lúc hấp dẫn những nhan sắc chào đón. Dì ba Lâm Vĩ Dạ. Anh lộ bên nữ sinh thanh lịch thiệp Ninh Dương Lan Ngọc. Thank you.
Có khi nào đi đi vàng hồi tay đụng vô ổ điện cái bị điện giật không ta? Nhanh lên. Thanh lịch mà đâu đi nhanh được. Cái micro ở đây nè. Chi vậy ha? Dạ hồi nãy giờ thì anh ban tổ chức ơi, em có nghe từ initial của ban tổ chức thì nói là với bạn là loại. Ủa gì vậy? Không, phải hỏi câu, hỏi câu. Nên để giỡn thôi. Tại vì thật ra mà nói thì khi mà mình đi thi á, thì đôi khi mình cũng phải có những cái tình huống để thử thách các bạn thí sinh. Và câu hỏi của bạn như sau. Cái yếu tố gì trong bạn khiến cho mọi người mê mà chữ E nó kéo dài? Ồ. Xin bạn hãy chia sẻ. Mình có khả năng nghe nhìn không ha? Sao người ta hỏi mà không trả lời? Thật ra thì không phải là mê đâu mà là thương á, đó cái yếu tố gì đó. Không nói gì hết cứ đứng cười không mà người ta nhìn thương hại lắm. Vậy chắc nét này là nét mà khiến cho mọi người mê đó. Dạ kính thưa. Ủa sao giọng cái thế vậy ta? Nhập tâm, nhập tâm mà. Kính thưa, em run quá. Thấy ghê quá chứ run gì. lần đầu tiên được đi thi nữ sinh thanh lịch nó rung á, không có biết trả lời. Thôi không trả lời. À thưa quý vị, để nói cho quý vị tiện biết là song song với cuộc thi này chúng tôi có một thi ở bên sở thú mình đó, nhưng mà không biết sao bé lọt ở đây, nhưng không sao kệ, để cho bé chơi cho vui. Kính thưa quý vị, xin giới thiệu nữa, có một sự trục trặc về kỹ thuật, về sức khỏe. Lẽ ra bây giờ sẽ là một bé cuối cùng, là bé Lê Thị Liễu. Nhưng Liễu đang bệnh và không xuất hiện được nên mẹ bé đến thay. Mẹ bé Liễu cũng thi hả? Mẹ Liễu mà cũng thi nữa sao? Chào đón bé Lê Thị Vĩ Dạ. Rồi, nhường đường cho sản phụ, nhường đường cho sản phụ, anh chị em ơi. Còn quá, bình thường đi. Em xin tự giới thiệu với bà con, em tên là Lê Thị Vĩ Dạ, em đến từ Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Dạ, thì hôm nay mình thi cái chi nữa? Nữ sinh thanh lịch. Xì lộn, lộn cũng thi rồi. Dạ, do chương trình hơi thiếu người nên chị thông cảm, thôi chị vô cái slot này giùm em. Cuộc thi ngày hôm nay sở dĩ chúng tôi muốn tạo ra để cho các bạn học sinh sẽ biết đâu là lễ phép ông bà cha mẹ, biết sống nhẹ nhàng với bà con làng xóm, và đặc biệt là biết hết mình trên sân khấu vì những tiếng cười và những tràng pháo tay của những quý vị khán giả luôn ủng hộ chương trình của chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng tôi chắc chắn có một cuộc thi trong lòng của mỗi chúng tôi, làm hết mình, chơi hết sức, tạo ra tiếng cười cùng với khách mời. Wow, Khánh Dân xin chào đón đến với chương trình Bảy Nụ Cười Ra hết một lần đi bạn ơi. Chào mọi người. Xin chào. Ra hết một lần đi chứ níu kéo nhau quá. Chúng ta cùng vỗ tay cho Ninh Dương Lan Ngọc, Thiên Ngân, Lam Vĩ Dạ. Sao tôi có não lòng quay á chị? Không vậy? Có điểm, có điểm. Không, có anh Vinh lên. Có anh Vinh. Em anh Vinh. Em chào anh Vinh. Giờ này anh bắt được em rồi nha. Em bắt được. Thì như các bạn đã thấy, những tập vừa rồi thì khán giả rất là yêu thương với sự trở lại ở năm nay. Thì thưa quý vị thân mến, là rất là nhiều mùa rồi mà vẫn được yêu thương như vậy. Thì một lần nữa chúng tôi xin nghiêng mình cảm ơn quý vị một lần nữa. Thì không biết là gia đình mình bên đây đang có một câu chuyện gì đó rất là dang dở hả? Alo, alo, nghe không ạ? Nghe. Hồi nãy gắn cái gì vô đây nghe không nói chuyện được. À, cái đó là... bị hút sóng hay gì á. Cái gì hả? Mà tại sao phải gắn gì vậy? Bạn lúc ở trong hậu trường Ngọc kêu là lấy cái này cài lên tóc, mà tôi không có tóc cho nên là cài vô đây cho tôi. Cài vô đây cho tôi. Không, có nghĩa là anh Luật anh muốn chung đội với em với lại Ngân nên thành ra là hả? Thành ra là hả? Nani? Ủa sao trong đó anh nói hai đứa em đáng yêu dễ thương nên... Thôi cái đó ai chứ, cái đó ai chứ phải anh em ơi, được thôi anh bậy. Nói vậy người ta hiểu lầm chết, nói vậy tụi mình thân em ơi.
Thì thưa quý vị thân mến, thì sau nhiều mùa thì anh em chúng tôi vẫn như vậy. Thì bên đây là hệ, bên đây là hệ có gia đình trừ Vinh ra, vẫn là như vậy. Bên đây thì hai bạn nữ cũng vẫn là như vậy, hai bạn nữ cũng vẫn là như vậy chứ. Vẫn là như vậy là sao, anh nói rõ đúng không anh? Tụi em về bên ngoài ai? Ý là chưa có gia đình á. Chưa có gia đình á. Thật ra là tới mùa thứ 7 rồi là cũng khá lâu rồi. Khá lâu rồi. 7-8 năm rồi. 7-8 năm rồi mà ở không tới như vậy luôn á, trời khủng khiếp. Có nghĩa là mình gặp nhau là 7 năm rồi mà 7 năm tụi em những cô đơn mãi, cô đơn mãi, cô đơn. Không, không. Đó, đây mới là không hiểu nhau nè. Em á là em thấy là lần này anh Luật nói đúng. Là phải nói giờ chưa có gia đình là phải nói hết. Chứ còn nói trước giờ có nói mình em không mà, đúng không? Đúng rồi. Ờ, chứ giờ chị coi dân khoe vậy. Anh coi nè. Anh thấy người ta muốn gì đòi của tụi em nè. Đó, mùa mới thấy chưa? Anh Vinh rất là hoan hỷ với tụi em. Nhưng mà không sao cả. Bởi vì như các bạn đã thấy, quý vị đã thấy ở những tập trước là chơi trò chơi để chia đội, thắng về một đội và thua về một đội. Nhưng cái phần thua đó phải bị phạt trước khi chương trình bắt đầu. Phải bị phạt trước khi chương trình bắt đầu. Bắt đầu. Ghê thiệt. Chưa sao? Trời ơi. Hả? Sao phạt sớm vậy? Phạt để cho biết rằng là chương trình tôi không phải là chuyện đùa. Đến đây là phải phân chia thắng thua. Ủa mùi năm nay chưa lớn chơi. Trời ơi. Rồi mình chơi luôn đi anh chứ chờ đợi gì nữa. Không còn khách mời nữa em. Mời nữa. Ủa vậy hả? Mình phải có khách mời chứ. Dạ. Thưa quý vị thân mến, dạo gần đây thì trên mạng có một cái bộ phim Tết ở làng địa ngục. Đúng rồi. Thì bộ phim được khán giả yêu thương. Thì chúng ta ngày hôm nay cũng đã mời được hai nhân vật trong bộ phim đó. Wow. Hai nhân vật này có được khán giả yêu thương không anh? Rất yêu thương hiện tại luôn. Dạ vâng. Chúng ta vỗ tay cho Quang Tuấn và Võ Tấn Phát. Yes. Đó, ra là có một tiểu phẩm rồi. Trời ơi. Ủa? Hay quá. Đây thật sự ra không phải là miếng mạng, đây là dự đoán của tương lai. Tụi em là bên đội vệ sinh của khóm 3 phường 7. Vừa được cử qua để lau dọn những cái mảng miếng rớt. Chà. Tôi đã thấy mùi sống sao xô sống chướng. Dạ, em thấy rớt hơi nhiều đó. Dạ, mà bạn nói là rớt hơi nhiều mà bạn đẩy khu vực này hoài luôn ta. Rớt rồi. Đâu có, em vừa thấy bạn vừa đi vừa đẩy, bạn rớt đâu bạn đẩy đó luôn á. Thôi đừng có vù dập khách mời của tôi nữa. Thì mình hãy gửi lời chào tới quý vị ở chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Võ Tấn Phát và Quang Tuấn xin được gửi lời chào đến tất cả những khán giả của Bảy Nụ Cười Xuân. Tuấn nãy giờ vô, Tuấn nãy giờ vô không nói một tiếng luôn, đứng cười không. Tuấn nói chuyện Tuấn. Mình tham gia chương trình cũng có lương mà em sao vô cười không vậy? Tại vì em mắc cười quá. Em thấy mà chương trình nào hài hài là em mắc cười. Em xì, em dễ bị xì lắm. Trong khi mà em toàn đóng phim, toàn đóng vai vai bi không à, vai chính kịch không à. Mà thấy đi chương trình này hài em hơi lo. Em rất là sợ em bị xì. Vậy hả? Đâu thì ở đây mấy anh em cũng là cũng có đóng hài, cũng có đóng phim, cũng có vai bi nhiều lắm chứ. Với lại trong chương trình Mẹ Đồ Cười Xuân có phần kịch đó, chúng tôi cũng đóng bi nhiều mà. Và thử đóng bi đây không? Thử không? Đây đây nè, đây là em đóng vai mẹ. Mẹ nói mẹ chứ con em. Không, là con em đây nè. Ủa sao bự vậy? Đây. Ủa sao bự vậy? Con lớn rồi, năm nay em 60 tuổi rồi. Không có 60 là bệnh đấy hả? Ngay liền luôn. 60 là bệnh đấy hả? Ngay liền luôn. Trời ơi, quy định rồi, 60 là bệnh ngang vậy trời. 60 là hơi yếu. Hơi thôi, 60 bây giờ. Bây giờ em có thể hình tượng bây giờ là giống 60. Là giống 60 rồi, đâu có cần, đâu có cần phải làm khum xuống chi đâu. Cái bác này không có bị thoát vị đĩa đệm. Đúng rồi. Đó, thì con trai thất lạc 20 năm giờ mới tìm thấy. Con trai đen dữ vậy con. Thất lạc mà. Đi ngoài đường nhiều. Lưu lạc ngoài đường. Hàng xóm không phải hàng xóm. Làm phụ hồ phơi nắng nhiều quá. Làm sơn nước. Rồi, anh có quy định gì cho nhân vật của mình chưa? Sơn nước. Làm sơn nước hả? Thợ sơn, anh thợ sơn may mắn đúng không? Gặp nhau trong hoàn cảnh nào vậy? Gặp lại thôi. Em chuẩn bị nè, rớt cái em chùi liền. Chính kịch mà sao cười? Anh ơi, cái bạn nó lớn nhân vật ấy. Khi gặp lại con, bạn có phải nhân vật không? Khán giả... Tôi là đội về vệ sinh mảng miếng. Khán giả người ta có quyền xem, người ta cười. Vì mình diễn không có vô người ta cười. Mình em diễn cái kiểu gì mà khán giả canh chỉ ủi em thôi vậy? Hai.
Tuấn. Tuấn. Quang Tuấn, đừng kêu Tuấn không. Quang Tuấn. Quang Tuấn, tên ta là Quang Tuấn. Thôi em thấy vậy là bi kịch lắm rồi anh. Quá bi kịch rồi. Đúng rồi, thấy ôi, đúng rồi. Em thấy ok rồi, em khóc chảy nước mắt luôn rồi à. Không gì vậy? Em nghe cái chữ Tuấn mà em xúc động luôn á. Người ta gọi là tận khung của bi kịch là hài kịch mà. Đúng không? Không mà ngưng giờ này có duyên chứ, có duyên. Để đi, kêu cái chữ Tuấn tâm lý lắm. Con bé là vô tâm lý tốt. Đầy cảm xúc luôn á. Thiệt. Nói chứ Giang ơi, mai mốt mình mời khách ra, mình mời diễn với khách mời, mình kiếm ai cứng cứng diễn chứ. Trời ơi, đi hết luôn á thiệt. Cái gì? Hiểu quá, bị la rồi, bị chú luật la rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta như là những tập trước, chúng ta sẽ chia đội. Ngày hôm nay sẽ có một đội 4 và một đội 3. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ. Luật chơi vô cùng đơn giản, mời tách ra hai bên. Thôi để... Ở đây là 4-3 luôn nè. Để Nguyên về chơi luôn đi, để Nguyên về chơi luôn đi. Ủa gì vậy? Mời tách ra hai bên. Thôi để... Ở đây là 4-3 luôn nè. Để Nguyên về chơi luôn đi, để Nguyên về chơi luôn đi. Ủa, đẹp luôn rồi đó, tuyệt vời. Cái đó là ấy quá, cái đó là có sự sắp xếp quá. Em thấy anh Vinh không cần. Tụi em không cần. Anh Vinh ok á. Em ok. Không, thấy không ok. Không. Ủa, tôi không cần, không? Tôi không cần anh nữa. Cần anh nữa. Sao không cần? Sao á? Để lựa lại đi anh giúp em. Anh hẹn rồi anh Huy. Tụi em nặng mận lắm. Nặng lắm tụi em. Vì sao anh Vinh phải chọn hai đêm? Thật sự là qua mùa mới rồi, anh thấy những tập trước chưa? Tụi tôi là người chiến. Không có tập nào vậy? Tập nào? Tụi tôi đâu có thiếu gì. Làm sao vậy? Đâu có thiếu gì. Cái gì dạ? Đâu có thiếu gì. Thiếu không thiếu nhiều lắm chứ không có gì. Cái câu là cái gì luật? Nói cái câu vô nghĩa. Tụi tôi không thiếu gì. Trong khi là mình là cái đứa mà thiếu mà nói kỳ cục. Thì ngoài kiến thức ra. Ngoài kiến thức ra. Cái chương trình này là chương trình kiến thức. Mà ngoài kiến thức ra, cái mà cần nhất của nghệ sĩ cũng quan là kiến thức. Mà nói tôi ngoài kiến thức ra. Nói mà lại, tự hào không, lắm nha. Con bé không phải là không biết nói đâu. Con bé nó đang tạo miếng mảng cười thôi. Này bây giờ nghiêm túc nói ra cho khán giả nể mình là một gái cay lại nè. Anh muốn cái gì là tụi em có cái sự đó. Sự mưu trí, sự nhạy bén. Lanh lẹ, khỏe, thấu hiểu, sự chia sẻ, sự quan tâm, sự đồng cảm. Em cái gì cũng có. Em chỉ có một thứ thôi. Gì vậy? Sự cô đơn. Sự cô đơn. Đau à, đau. Trời ơi, đau quá. Đó, anh Lê. Đứa nào cũng có vấn đề hết trơn á, vậy mà bắt tôi lạnh. Rồi, đi qua kia đi. Đi qua kia đi, tụi tôi không cần anh nữa. Đây. Bây giờ tôi sẽ quay cái quả bóng này. Ok lắm, anh đứng ok lắm. 360 độ, tôi chỉ đứng một vị trí thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là cứ tiến vào và lấy lỗ bông. Ai lấy được mà không bị trái bóng này chạm, kể cả lúc vào và lúc ra, thì sẽ về một đội. 4 gấu bông sẽ là 4 chiếc vé vào chung một đội. Những người còn lại sẽ về một đội và bị phạt. Ok bạn. Rồi. Hình phạt đầu tiên ở trò chơi này nó ảnh hưởng tới tất cả tâm lý của những trò chơi khác. Rồi. Mình diễn chung sân khấu với nhau đó. Em làm sao đi, làm đi. Hỏi gì ghê vậy? Anh tốn lấy cho. Anh tốn lấy cho em đi, anh tốn. Trời ơi. Ủa sao 360 làm gì có cái chuyện mà anh hỏi xuống người ta. Hết. Anh Tuấn lấy cho em cái gì Ngọc luôn nha. Đó đúng rồi. Anh lột gạt từ người đi. Anh lột gạt đi. Anh vô về vô là chết người anh Giang ơi. Hay dữ vậy? Ờ. Ây da. Anh lột giống anh lột. Đúng rồi, chưa vô mà. Ta chưa vô. Ta chưa vô. Không có dùng được đâu. Thôi, mỗi người một con thôi, lấy dùm đâu được. Nè, mỗi người một con. Rồi, xong. Xong rồi. Xong rồi. Xong anh lấy 3 lần rồi. À, thì ra tên này thích chút lấy cây đắng. Vậy là 4 người mình là một đội rồi. Chưa bị phạt đó. Đội thắng 4 người.
tôi ước gì mà hả giờ Lâm Vy Dạ về bên này nó ngon ha. Thôi anh ơi, hỏi luôn. Nè đúng rồi, anh nói cho em nghe, bây giờ Lâm Vy Dạ về đội em nữa là tuyệt vời luôn. Một mình lo cho ba mẹ. Có đứa con này mà có yếu hơn em. Vậy sao anh không nghĩ là mọi người lo cho em? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Ui dạ. Anh yên tâm, có chị già nữa là team mình mạnh lắm. Phải không? Đúng vậy. Rồi đi, để anh lấy. Anh quên được lấy, để chị già lấy cho. Quý xa. Ê trời ơi, anh quay đi tiền tình luôn trời. Chị già ơi. Hay lắm. Rồi anh cố tình về bên kia. Lực ơi, tôi cứu lực đó. Này là thua mà. Tôi cứu lực đó, lực ơi. Trời dính chưa, chưa hả? Chưa. Bây giờ vô lấy, tụi em muốn thêm một người đúng không? Đúng rồi. Anh cho thêm một người. Để cho người ta cố gắng để vào đội của mình. À vậy hả? Phải nỗ lực lên. Cố lên trời ơi. Ôi, để em cho. À, ôi trời ơi, tiếc quá. À, ôi trời. Tiếc quá. À, sao em dở vậy nè. Như vậy là mời đưa đây. Đúng như, đúng như dự đoán. Đúng như dự đoán. Ủa sao nó ba năm không vậy? Em nghĩ là em sẽ bị thua mà sao anh không. Qua đây. Riêng mùa này MC cũng là người chơi xuyên suốt, dành cho những đội nào thiếu người. Ủa nè mọi người hãy nghe lại tiếng nhạc nè. Thật sự Quang Tuấn rất là vui khi về đội ba cô nương đây, năng lượng tích cực là được. Đúng vậy. Mình sẽ tạo khác biệt. Và trò chơi đầu tiên là trò chơi về diễn xuất. No. Bị phạt. Đúng rồi, bị phạt. Đúng rồi. Em chỉ nói là bị phạt. Rồi, được chưa? Em đưa vào hình phạt nào nặng nhất. Sao đây là hình phạt dành cho đội thua? Anh luôn á. Anh luôn á. Nói với tôi phải dẫn dắt chương trình. Thôi, thôi. Dạ, không, anh đã vô chương trình là anh phải bị phạt. Rồi, mời tôi làm MC cho. Đúng rồi đấy. Đơn giản thôi. Bên đây từng người sẽ lên, chúng ta bỏ chiếc cúp vào đây. Và hồi xưa chúng ta chơi trò chơi bắn ná đó, ví dụ vậy. Anh đừng có ví dụ như vậy. Bắn như đây. Mỗi vị trí sẽ bắn một người bên đây. Đó, để sát vô, sát, đúng rồi. Chúng ta không cần phải nhắm. Kéo ra. Còn khi nào mà hai cái trồng trắng nó có mà hai trồng đen nó mất đi là xong. Rồi. Đúng rồi, anh là đàn ông duy nhất bên kia. Đợi mình thua không được chỉ định, đợi thắng được chỉ định sẽ bắn. Ủa? Ai? Anh luật là em yêu cầu cho anh một cái trứng đà điểu được không? Trứng đà điểu được không? Trứng gà được không? Được. Rồi, xin mời cái trứng gà. Đây đó. Được chơi đi em. Gây thù đi. Mỗi đứa chỉ có một mạng thôi mà. Có lúc nào mà xài hai sim hai sống đâu. Đây. Trời ơi, có thiệt. Trời ơi. Hôm nay em bắn tôi một mạng này. Tôi bán mạng với em luôn á, tôi nói cho em biết. Không rồi. Đây chỉ là khởi đầu và đây chỉ là trò chơi để chia đội chứ không phải là trò chơi chính của chương trình. Nên tất cả mọi sự chút oán ở đây sẽ nhận hậu quả rất cao. Đúng rồi. Thiệt nghiêm túc á. Em chọn anh Giang. Bé này tại đó MC là người không chơi rồi mà. Có anh bị phạt chung luôn rồi. Hồi nãy lúc anh về đậu tâm anh tự hào lắm mà. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.